người. Sau khi anh em mình đã đi một quãng đường khá dài, tìm một cái bờ bụi nó là khủng khiếp luôn. Dự đoán ở đây khá là tấn chuẩn, rất là rộng. Hàng ổ này, hàng nhãn chín này. Ở đây này, hàng ổ này. Hàng ổ kinh khủng khiếp chứ. Hàng ổ kinh khủng khiếp. Đây em quay để anh Đạt. Đào cái mả này hơi bị kinh đấy nhỉ. Vít đốt trong hơi chưa? Cứ cả cho nó chạy. Ơ nó chạy mất đi. Vít 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 chạy. Ừ. Kia như nó quay kìa. Cái áo ra nóng lắm. Ngoài trời rất là lạnh mọi người, nhưng mà ăn ba sạc bắt là người cũng như kiểu là kiểu ba chạy chứ chạy. Ba chạy chạy ba xây chứ chạy. Nói chung là anh em đi vào đảo rắn này nó giống như kiểu 99 bắt đầu đi vào nó bắt cơ. Khó đấy, khó chứ. Mấy người khó đấy, cũng khó. Cũng đơn giản. Khó đấy. Đúng giờ là đúng cái lỗ có đấy rồi. Đấy, cái lỗ đấy nó biết gì đâu mà. Ta xanh cơ chạy. Tớ vừa nhìn cái gì động động sau vậy. Đi cái lỗ thông hơi nó chạy ra rồi. Nhưng mà không phải tìm bên kia, tớ vừa thấy động động đấy rồi. Ừ, biết hết rồi chứ. Đây cả anh à? Ừ. Hay gió. Chỉ đi khen cái đất thịt cho nó hành khô rất rắn thế. Nỗ đâu? Đào ở ngoài không mất nỗ giờ. Đấy, đấy. Mất sao được? Ừ, có động thật. Nó to nó là thế này này. Ừ. Xoạt phát. Còn sợ đâu đầu dính thế nào vậy? Không, không đi chạy sạch cho thì sao. Sao xoạt phát luôn ý. Có thật. Lúc nào không nhỉ? Cái này liên quan đến lúc đấy. Ui xin lỗi thì hẳn lắm. Ui giỏi lạc ấm chưa này. Ừ. Ui có tổ ấy rồi. Có tổ này. Không cẩn thận. Bây giờ khi chạy hết ra thì mình đào hết hơi. Đào nhọc xác cái rác thì ấm lắm này. Đấy.
đấy. Mà nhẵn này cũng hàng cũng lạ. Sáng đi gặp bác Bão. Ôi, ôi, ôi. Thấy rồi. Cắn rồi, thấy cắn rồi. Có hàng rồi. Không phụ công sức mình. Dừng xò tay đấy, nó bập rồi đấy. Không phụ công sức. Trời không phụ lòng người, mọi người. Đấy, thấy chưa, đang chạy kìa. Đấy, đấy, rắn đang chạy đấy. Rắn nó ăn hết chuột rồi. Ui dồi, gì? Cái lỗ nó ăn xuống dưới kìa chứ nó không ăn đến lỗ của mày. Ăn xiên đi đâu ấy? Không ăn đây à? Sao? Ơ, lại chạy rồi. Thôi xả đấy ra đi. Còn đâu bắt nó. Xả ra. Nó chạy đâu vậy? Xả đi. Nhanh đây à? Ừ, anh lấy. Từ từ sau đây có thông hơi không? Nó lên vỏ, vỏ nó chết rồi. Chết là gian nan con này thôi. Trở đến vừa hạnh, đến vừa hạnh phúc rồi mọi người ạ. Nhưng mà lại đào con rắn đâu phải là dễ mà đào đâu. Tham lúc của chọc. Anh này không thấy con nào chạy qua anh này. Không đơn giản tí nào cả. Đấy anh em vất vả lắm mọi người ạ. Thì mọi người vào xem video của mình thì tặng cho mình một nút đăng ký nhá. Mọi người xem được video này nhớ tặng cho Thành Lương một nút đăng ký để Thành Lương có động lực ra tiếp những video của mình nhé. Hết, sản xuất được một video không đơn giản. Thế còn may còn có rắn để mày đảo đấy. Không có rắn thì mệt người nào hết rồi. Không có rắn thì quay cái gì cho mọi người xem được. Móc. Sao nó ăn đi đâu vậy? Dọn gì đấy? Dọn hết đấy ra. Nó không ăn được cái này đúng đấy, vẫn ăn ra ngoài nhỉ, vẫn còn ngách cái nhỉ. Đấy, ngách đấy nhỉ. Thấy rồi thì không sao mà mất được. Đấy, tiếp tục. Kì vậy? Lại có hầm nữa sao ấy. Có hầm rồi. Đấy, nhìn rõ rắn rồi. Nhìn rõ. Thấy rồi, ra tiếp đi. Có hầm rồi. Sợ thật kìa. Đấy, nó còn kinh thật. Đấy, thấy rắn vẫn trườn tiếp. Vẫn trườn tiếp không? Đào xả thôi, không ngoài đâu, nó còn trườn, hút. Ui giời, căng. Không, tôi vẫn nhìn thấy con rắn đang trườn, đang khoanh trườn hết lỗ rồi. Nó đang khoanh đây rồi. Thấy cơ mà. Thấy. Thấy cơ mà. Thấy cơ mà con. Mà bận sau thầy phải dạy hết bài chứ từ cách đào đất. Xem lỗ như thế nào. Điền. Phân rắn cái thứ dậy hết rồi. Người phân rắn người đất. Người đất mới dậy hết rồi. Mà tôi đào cả một mặt đất như vậy không? Chẳng thấy ông nương người ngửi đất gì. Cần gì người nhìn hàng đẹp vậy, cần gì người. Hôm nay chẳng qua là nớ vớ phải huy chương không? Hàng đẹp. Hôm nay nước cũng đỏ rồi. Nước đào rắn rồi. Nói chung là học trò từ trung bình vươn lên tới trung bình khá đã được rồi. Rồi vậy được rồi. Hello. Cẩn thận mọi người đó. Đấy. Vẫn chưa tới hạn rồi. Tới rồi.
Ui. Xem nó có hai ngách đâu. Ui, cái đuôi. Nhìn đỡ đuôi cái nhỉ. Đuôi. Nhưng mà có một ngách vào trong. Ôi, lại chạy tiếp đây này. Chạy tiếp. Không xem có lỗ thông hơi không? Rồi ngách đây này. Chạy kinh nhỉ. Không đây chạy thông hơi rồi. Cứ khéo chọc một người nó đấy. Chọc chết được. Lại chạy tiếp. Lại chạy tiếp à? Ừ. Lại chạy ra ngoài rồi. Ê, đúng rồi. Không lũ người đây đâu. Chạy vào. Khóa học của anh có phải thi lại không? Cắn cái cứt. Nó lên. Em nghĩ là phải có lỗ thông hơi chứ. Chỉ chọn con chuột nó đi kinh thôi. Nó đi có đáng đi sang theo. Ăn hết chuột rồi. Đấy. Tôi nghĩ nó có lỗ thông hơi rồi. Cắm nó ngoài cái được cái nhỉ. Đây lỗ thông hơi lắp ráp đi rồi. Đấy, thò đầu rồi. Hết lỗ. Mày hết lỗ rồi mày. Ăn hết rồi, ăn hết chuột rồi. Tình chú lỗ rắn này đi hàn hát quá mọi đây, xả cái này ra đi. Đưa trong đường xả đấy ra đi. Tới chưa còn, tới đây. Xả ai xuống dưới ra này vất vả đấy. Quá vất vả. Ê, đây rồi, bảy đó. Ôi, thấy chưa? Truy tìm. Ui ôi, kinh nó chạy tít trong khi ra đây này. Chạy. Đâu? Chạy lòng vòng kinh nhỉ. Mình chạy đâu nữa nào? Ngăn hết chuột đầu một chuột nữa. Ngăn hết rồi. Ngăn hết chuột rồi. Ngăn hết chuột rác như vậy, ngăn hết đầu một chuột nữa. Nghe khéo ra đi. Đầu ra đấy. Thấy chưa? Đầu ra rồi. Ra. Ui, chạy rồi. Dữ lắm. Chạy đâu nữa mà chạy em. Đỏ và ăn hết chuột luôn. Làm gì còn đường nữa. Và ăn hết chuột. Hết thì rác ứng vậy. Ôi giời. Ôi giời. Có đất rơi mồn nó mình đào. Chạy đâu nữa cả nó. Đấy, nền này. Cho lên đấy. Nền này. Đây, chó này. Túm đi. Nó lại chạy lỗ nữa này, đá hết rồi. Chạy đâu nữa. Gian nan quá mọi người ạ. Sau một hồi tìm kiếm của anh em mình đây. 20-30 phút đảo lại. Này, mọi người này. Sau hồi truy bắt này. Đây. Quá gian nan mọi người. Mọi người nhá, thời lượng video nó cũng có khá là dài rồi. Chỉ cần kết thúc luôn video này nhá. Và xem thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như anh em con tim của mình nhá. Chào mọi người.